Liên quan đến vụ hai nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh tại số 17 19 phố Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội có hành vi hành hung thực khách, ngày 12 tháng 7, nguồn tin của báo Người Lao Động cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai nhân viên này. Theo đó, Công an quận Hoàng Kiếm đã xử phạt hai nhân viên của quán bánh mì Nguyên Sinh mỗi người 6,5 triệu đồng về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hai người này đã chấp hành quyết định xử phạt hành chính. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh tố hai nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh có hành vi hành hung thực khách. Theo đó, vào tối 30 tháng 6, ba người trong một gia đình đến quán bánh mì Nguyên Sinh ăn tối, thực khách có mang theo lon nước dừa vào quán nên đã bị một số người của quán này chỉ trích là vô văn hóa, ngu dốt. Cảm thấy bị xúc phạm nên ba vị khách này quyết định không ăn nữa và ra về, đồng thời đã góp ý nhẹ nhàng trong lúc ra về. Tuy nhiên, chủ quán và nhân viên không có thái độ tiếp thu, tiếp tục nói rằng không nhắm đến gia đình vị khách như một cách phủ nhận trách nhiệm. Vị thực khách chia sẻ vì quá bực bội nên mới nói với chủ quán nếu phiền phức như vậy thì nên làm cái biển thật to đặt ở ngoài để khách chú ý. Không phải nơi nào cũng có quy định không được mang nước vào quán và chủ quán cũng đỡ phải nhắc người ta. Tuy nhiên, chủ quán và nhân viên không hề tiếp nhận góp ý này bắt đầu xúc phạm người mẹ, lao vào tác vị khách và đánh em của người này ngã xuống vỉa hè. Vị khách này ngay sau đó đã làm đơn trình báo công an phường và cho biết bản thân vô cùng sốc, thất vọng. Công an phường Hàng Trống sau đó đã chuyển hồ sơ lên công an quận Hoàng Kiếm xử lý theo quy định.